Madam Pan can thiệp, U23 Thái Lan có lực lượng mạnh nhất dự SEA Games. Phó Chủ tịch Quyết Tây A Khun Phum của Chonburi xác nhận rằng Madam Pan đã gọi điện để thương lượng và cuối cùng, câu lạc bộ này đã chấp nhận nhả 7 cầu thủ của mình cho U23 Thái Lan chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 31. Ban đầu, Chonburi khẳng định họ sẽ không cho cầu thủ sang Việt Nam thi đấu SEA Games, bởi đây là giải đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, trong khi sau SEA Games 3 ngày, họ sẽ phải tham gia các trận ở giải trong nước. Vì thế, Chonburi khẳng định chấp nhận mọi cái giá và không bao giờ có chuyện thương lượng. Nhưng chỉ cần Madam Pan can thiệp, mọi thứ đã được giải quyết. Các trang báo Thái Lan không tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện giữa bà giám đốc các đội tuyển quốc gia Thái Lan với ban lãnh đạo Chonburi. Nhưng đội bóng góp 7 thành viên vào danh sách của U23 Thái Lan đã chấp nhận nhả quân. Câu lạc bộ sẵn sàng làm tất cả những gì tốt nhất để các cầu thủ có tên trong danh sách có thể thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Siam Sport dẫn lời ông Quyết Tây A Khun Phum, phó chủ tịch Chonburi: "Chúng tôi từng không muốn để các cầu thủ tham gia đội tuyển vì họ có một nhiệm vụ quan trọng ở câu lạc bộ. Tuy nhiên, hai bên đã hiểu rõ nhau hơn sau cuộc trò chuyện. Chắc chắn các cầu thủ sẽ giúp ích cho đội tuyển." Như vậy, Jack Moncon Ruenthanta, Antonio Sanjara, Songchai Thongcham, Sampan Kesi, các thành viên của Chonburi được chọn vào danh sách sơ bộ dự SEA Games 31, sẽ có thể tập trung lên tuyển. Có các tài năng trẻ này, huấn luyện viên Khôn Kiên sẽ có thêm các phương án nhân sự. Đây đều là trụ cột của U23 Thái Lan tại giải vô địch U23 Đông Nam Á, nơi họ là Á quân. Vì vậy, số tài năng trẻ này được kỳ vọng khá nhiều tại SEA Games sắp tới. Với việc 7 cầu thủ Chonburi được lên tuyển, trong khi lực lượng cầu thủ U23 đang thi đấu ở nước ngoài nhiều khả năng sẽ được bật đèn xanh trở về, có thể khẳng định U23 Thái Lan sẽ có lực lượng mạnh nhất cho tham vọng hái vàng tại SEA Games 31.